Ui, Rottweiler ghê anh em ơi. Anh em có nhìn thấy cái sách bàn chân lạnh này không? Cái này chính là Frostwalker đấy. Nếu mà anh em nào mà xem tôi từ lúc đầu chắc là em cũng biết là Frostwalker chính là cái khảm mà kia mình khảm vào cái giày của mình là mình sẽ đi ở trên mặt nước đấy anh em ạ. Mình đã tạo băng là mình đi trên mặt nước, quá ngon. 16 ngọc được luôn cái này anh em ạ, quá ngon anh em ạ. Quá ngon. Đây, tôi mới chết một đống quyển sách bảo vệ 4 đấy ha. Khá nhiều. Bây giờ được rồi, để tôi lấy một quyển chất lạnh nào. Lấy một quyển thôi. Thôi rồi, cứ lấy mình giàu mà, nên cứ lấy hai quyển thì cho chắc anh em ạ. Đấy, xong bây giờ tôi lấy toàn bộ cái đống sửa chữa. Ôi, anh em thấy thích không? Một đống ngọc sửa chữa anh em nhé. Để tôi chụp cái ảnh này cái nào. Rồi, đẹp rồi anh em ạ. Quá đẹp rồi, để tôi loại nào. Đấy, đây nó cả cái này nữa. Bảo vệ 4 và chân lạnh 2. Quá ngon anh em ơi. Đấy, một đống sách. Ok các ạ. Đấy, bây giờ chúng ta khảm vào cái nó vào cái đống đồ của chúng ta đây. Đây, thanh kiếm phò của tôi là nó cũng cần có một quyển sửa chữa anh em ạ. Đây, sửa chữa. Đấy, xong cái cuốc của tôi cũng cần có sửa chữa nữa, bởi vì là cuốc của tôi cũng sắp hỏng rồi. Rồi, xong tôi xem cái gì, cái nón của tôi cũng cần này. Bảo vệ ba, ừ cũng được, không sao, cứ cho vào đi, sửa chữa luôn. Đấy, ui dồi ôi, bây giờ là đồ gì của mình cũng sẽ có sửa chữa anh em ơi. Nào, cái này cũng có sửa chữa luôn. Đây, ui tôi nói thật với anh em, giờ tôi giàu lắm rồi. Sửa chữa, khiên của tôi cũng cho sửa chữa vào luôn anh em ạ. Đấy, khiên cũng có sửa chữa luôn nhá. Rồi, đấy, khiên lấp lánh này, đẹp không anh em? Này, tôi cho anh em xem khiên tôi này. Đấy, xin đâu hả? Đấy, quá ngon anh em ạ, bây giờ là mình pro lắm rồi đấy anh em. Ok, bây giờ tôi sẽ dọn nhà thì anh em ạ. Ok, kèo tôi xong rồi tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em ạ, đấy, tôi đã dọn xong hết tất cả đồ rồi đây. Anh em nhìn nhà tôi đẹp như mới chưa? Đấy, tầm 30 phút. Dọn tầm 30 phút là xong anh em ạ. Đây, giới thiệu với anh em. Đây là rương đựng toàn sách đây. Đấy, anh em nhìn này, sửa chữa. Ui rồi ôi. Một đống sách sửa chữa, một đống sách bảo vệ anh em ạ. Và hai anh dân làng, hai anh vẫn còn giảm giá tôi cơ này hả? Hai anh vẫn chưa hết giảm giá luôn hả? Hai anh tốt quá. Hại loài chân đốt 4 này là cũng quan trọng anh em nhé. Sau này là mình cũng có một thanh kiếm mà chỉ có mỗi hại loài chân đốt để mình farm nhện đấy hả? Một chém là nhện chết cũng khỏe phết, cũng thích đây các bạn. Ok, thì bây giờ là anh em quay đây, là tôi đang cầm cái quyển sách chân lạnh đây đúng không? Bây giờ tôi sẽ khảm nó vào cái giày của tôi. Đấy, ngon ngay. Bây giờ là mình có thể tạo được băng trên mặt nước rồi anh em ạ. Thì tôi hơi tò mò đó là không biết là cái quyển sách mà mình không biết là cái quyển chất lạnh ấy mình có khảm cùng với quyển tốc độ linh hồn được không. Wow, được luôn này. Wow, mình khảm gộp được với tốc độ linh hồn luôn anh em ạ. Wow, nếu vậy là dày là mình có thể khảm được khá là nhiều cái đấy các bạn. Ok được rồi, bây giờ tôi khảm bảo vệ 4 trước. Tôi sẽ khảm bảo vệ 4 cho cái áo của tôi và cho cái giày của tôi. Đấy, ngon ngay các bạn. Cái áo của tôi là nó cũng không có bảo vệ này. Cái nón là có bảo vệ 3 rồi. Quần có bảo vệ 3 rồi. Sau này mình nhiều level mình khảm sau, chứ bây giờ mình còn có 13 level thôi anh em ạ. Đấy, khảm nốt cái áo là hết level rồi. Level 8 đây ha. Đấy, ui dồi ôi. Anh em nhìn đồ tôi khỏe chưa? Đấy, quá khỏe anh em ạ. Ok anh em, tới lúc mà chúng ta nâng cấp bộ giáp của chúng ta lên rồi anh em ạ. Đi tìm mảnh vỡ cổ đại thôi. Đi thôi anh em ơi. Đầu tiên là tôi sẽ qua bên kia và tôi lấy hết tất cả những cái thuốc súng mà tôi có được ở cái máy farm bên này. Đấy, máy farm hoạt động rất là ngon anh em ạ. À, đây. Đấy, tạo băng cái này. Đấy, xịn đâu anh em, xịn đâu. Căng lắm. Nào, thuốc súng này, ui dồi ôi, nhiều lắm anh em ơi. Vô tận anh em ạ. Máy farm này quá hiệu quả anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em muốn có cái máy farm này thì anh em
anh em cứ xem tôi xây nhá, tôi xây rất là dễ hiểu ấy, mà tôi xây từng tầng một luôn. Và nếu mà anh em muốn nó farm hiệu quả hơn nữa ấy, thì anh em có thể xây nó cao hơn nữa. Tôi là tôi xây có 11 tầng đỗ rồi. Thằng mất dạy Enderman, nó cầm cục đất nó đặt trong đây này. Láo thật hả? Phá đi, không được à? Để nó trèo lên nó phá đi cái anh em ạ. Ủa chết cha rồi, tôi lỡ mà nóng măng cái này rồi chết cha rồi. Chết cha rồi anh em ơi. Chết cha rồi. Để tôi tôi vứt cái nào nhỉ? Tôi vứt một cái thuốc súng qua đi. Khỏe quá. Phá đi anh em ạ, rồi phá đi. Đấy, rồi. Để tôi múc cái nước cái điện nào. Rồi phải cẩn thận đấy anh em ạ. Mình lên đây là mình phải tháo giày ra. Mình phải văn minh. Đấy, nhảy xuống. Phải văn minh em ạ. Rồi. Ok anh em. Bây giờ tôi sẽ đi và làm TNT các bạn, làm bom. Đấy, quá ngon. Chúng ta sẽ cho nổ banh cái địa ngục luôn anh các bạn, ăn xác cái địa ngục luôn. Bây giờ mà muốn làm bom ấy là mình cần có cát. Thì tôi thì theo tôi nhớ là mình cần có cát. Tôi thì không biết là mình có cần có sợi chỉ không, bởi vì theo như tôi nhớ là nó có một vài bản cập nhật thì nó bắt mình là phải có thêm sợi chỉ. Thế nhưng mà có một vài bản cập nhật thì nó không bắt mình phải có sợi chỉ đâu. Đầu tiên là được rồi, tôi cứ lấy cát thử xem nào. Cát, ôi mà hơi nhiều nhỉ. Để tạm vào đây anh ạ. Đấy, để tạm một cát vào đây. Đấy, chúc mình lấy sau. Đầu tiên là tôi cho là bom. Không nhầm nhầm nhầm, TNT chứ hả. À, mình không cần cát anh em. Ôi dồi ôi, thích không. 32 TNT luôn. Tôi lấy hết số cát của tôi đây, tôi làm anh em ạ. Cát, hơi ít cát anh em nhỉ. Ok, em đợi tí nhá, tôi sẽ đi đào hết cả cái hòn đảo của tôi luôn. Một đống cát luôn anh em ạ. Ok, ok anh em. Đây, chưa anh em có thể thấy đây, tôi đã đào cho là biến mất luôn cả cái quả núi nhỏ nhỏ ở đây rồi. Anh em có nhớ là cái chỗ này của tôi nó có một cái quả núi nhỏ nhỏ đấy không? Đấy, tôi dùng hai cuốc bạc đào phát mất luôn cả rồi, nó còn có một tí thôi đã hỏng hai cuốc bạc luôn luôn rồi đấy các ạ. Ok, đấy, tôi đã được bằng cái bom rồi. Ok các bạn, quá ngon quá ngon. Bây giờ tôi sẽ xuống cất một tí đồ ấy, tôi xuống tôi cất mấy cái đống vỡ bao vẩn này đi rồi chúng ta đi thôi anh các bạn. Ok các em ơi, tôi đã cất xong hết tất cả đồ đấy anh em ạ. Đây thì tôi phải nói thật với anh em là đó là thuốc súng của chúng ta quá nhiều nên tôi phải để nó ở một cái rương riêng luôn. Đấy, quá là nhiều thuốc súng anh em ạ. Rồi, đi thôi. Thì tôi đoán là chắc là sẽ có một vài anh em thắc mắc là tại sao mà tôi lại dùng TNT mà tôi không dùng giường. À, thì cái lý do mà tôi dùng TNT thay vì tôi dùng giường ấy, đó là bởi vì ôi, anh thương nhân em chào anh. Đó là bởi vì TNT nó có thể nổ theo hàng anh em ạ. Đó, còn giường ấy nó không nổ theo hàng. Giường là mình cứ nổ từng cái một thôi. À, vậy nè, tôi cầm TNT và tôi cho nổ một phát cả đống luôn ấy. À, gát nhỉ. Gát nhỉ. Ơ, vì sao mà tôi bắn gái. Ơ, what the hell. Lá hả. Rồi, tiếp rồi anh ạ. Đấy, chúng mình sẽ đào thẳng xuống dưới luôn anh em ơi. Tầng bao nhiêu, 68 hả. Đào thẳng đây xuống luôn. Thực ra tôi mới nhận ra là tôi không có mang giày vàng anh em ạ. Nên là tôi cũng hơi sợ bọn Pích Liên đánh tôi. Nên chắc không sao đâu nhỉ, bởi vì là mình cũng khỏe mà đúng không. Chắc không sao đâu anh ạ, kệ đi. Đấy. Úi dồi ôi, sao nguy hiểm thế này. Chết cha rồi, tôi không mang thang em ạ. Chắc là từ từ tôi về. À không, đào cái hướng khác đi các bạn, chứ mà đào thang cái này xuống nguy hiểm quá. Để có nhóm thử không nào. Ui dồi ôi, nguy hiểm anh em ơi. Thôi đào hướng khác đi, đây này. Đào hướng quay về bên phải đi anh ạ. Cái bên này. Đấy, nãy là tôi nhìn và tôi thấy cái bên này có vẻ là an toàn. Ui dồi ôi, chả an toàn thế nào. Đây, làm ơn đừng có lava. Đấy, có vẻ cho nó yên bình hơn tí rồi anh em ạ. Rồi,
Thôi có vàng luôn này, ngon quá. Mà kệ vàng đi, chả cần đâu. Đấy, đào tí đào tí. Ui rồi ôi. À may 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 may. Cũng nó cũng gần anh các bạn. Cũng may là láo gần, nó gần. Ồ, đây là vùng tàn tích này. Cái này là vùng tàn tích địa ngục này. Tôi nhìn tôi cứ tưởng là cái pháo đài của Piklin. Được rồi, đào tới đây rồi à. Thôi thì mình đào xuống dưới này vậy cũng được. Đào ngược lại tí nhỉ. Có tối anh em không, để tôi cắm cái đuốc cái nhỉ. Đấy, cắm cái đuốc mà trông thì nó cũng chả khác mấy cơ. Chút nữa là anh em sẽ được xem khủng bố đánh bom hàng loạt anh em nhá. Đợi tôi tí. Đấy, tôi đào xuống dưới rồi, đợi tôi tí. Tầng 42 rồi, một tí nữa xuống này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi anh em ơi. Có vẻ như là xung quanh đây nó không cho mình có cơ hội để được đi tìm cái mảnh vỡ cổ đại rồi anh em ạ. Để tôi nghĩ là tôi sẽ qua đảo khác anh em ạ. Để từ từ để tôi đi tìm đảo khác anh em nhá. Ok anh em, thì tôi thấy chỗ này có vẻ may mắn đấy. Đấy, chúng ta xuống tận tầng thứ 25 rồi. Tôi mong là đừng có gặp cái biển dung nham đấy anh em ạ. Đấy, có vẻ may mắn. Cố gắng xuống ở tầng thứ 14 đúng không? Tôi vẫn nhớ là nó là tầng thứ 14 anh em ạ. Đây. Đấy, rồi anh em ơi. Ủa ôi. Cái gì đấy? Biển dung nham nữa à? Thì cái chỗ này nó có phải là biển dung nham không? Thế hay là nó chỉ là một cái dung nham nhỏ nhỏ thôi? Úi dồi ôi, từ. Hình như là nó cũng nguy hiểm đấy anh em ạ. Đấy, phá đi. Đây, để tôi đi qua cái hướng này đi. Chứ ở chỗ này nguy hiểm quá các bạn. Đây, qua hướng này. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng cùng khủng bố địa ngục. Úi dồi, từ. Sao mà tôi chưa kịp khủng bố địa ngục mà địa ngục cái nó đã khủng bố tôi rồi này. Sao xung quanh đây có nhiều lava ấy nhở? Tầng 14 là được rồi, thế vậy tôi đào ngược lại đằng. Úi dồi ôi, sao xung quanh đây có nhiều lava đấy. Thế thì làm sao mà tôi tìm cái này hả? Thế bên này làm sao nào hả? Đấy, xây xây này để mình vẫn đứng cái tầng 14. Có cái gì ở đây không? Úi dồi ôi. Ý lạ anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Đây, ở đây đi. Vậy thì ở đây đi. Mong là ở đây là đừng có đào vào lava đấy anh ạ. Thì vì là nếu mà thực nếu mà mình mà có tìm được mảnh vỡ cổ đại nhưng mà nó ở trong lava ấy thì mình cũng không có được tích sự gì đâu anh ạ. Rồi, thời khắc của chúng ta đến rồi anh ạ. Bây giờ là anh em biết tôi làm gì không? Đào lên tí nữa hả? Rồi, xong rồi chúng ta sẽ đấy, đặt TNT kéo dài ra anh em ạ. Dài ra. Đấy, mọi thứ dần dần dài ra. Đấy. Đấy, úi dồi. À, bị kẹt à? Rồi. Đấy anh em ạ. Đấy, chặt nó lại. Giấu, tôi đùa thôi. Bây giờ là mình phải cho nổ TNT anh em ạ. Nhưng mà tôi nó chặt ở đây là lần đầu tiên mà tôi làm cái chuyện này. À, tôi không biết là tôi có chết không nhưng mà nói chung là nó nguy hiểm đấy các bạn. Để tôi làm sâu nó vào bên trong một tí. Chứ mà mình làm bên ngoài này nó nguy hiểm quá, đúng không? Đấy, ở đây đi. Dạ. Chạy đi ơi. Ủa. Từ. Ui rồi. Nó nổ lắc cả máy rồi các bạn, tôi cảm thấy cái máy lắc luôn rồi. Đừng có lava chảy ra nhá. Wow. Anh em thấy cục Ancient Debris chưa? Nó kìa, đây này, đây này. Đấy, chính nó đấy anh ạ. Mình cứ dùng cách này là mình có thể tìm ra được rất là nhiều mảnh vỡ cổ đại các bạn. Đuốc đâu rồi, tôi cầm tia đuốc là tối à. Còn cục nào xung quanh đây không? Cắm cái đuốc này. Nhảy. Úi dồi, từ. Tuy nhiên là tôi dẫm vào lửa đấy. Đây này anh em, đây này có một cục cái đây không? Có mấy cục đây? Ủa, có 3 cục luôn đi các ơi. Ngon quá. Thích quá. Vui quá. Ai, úi dồi. Đấy, ngon quá. Ẩn dưới vực thẳm anh em ạ. Được. Rồi, xung quanh có đâu?
Đấy, mình mất một lượng TNT cũng khá khá để mình tìm được ba cục. Trời, cũng được anh ạ, chung là cũng ổn đấy. Ô, còn một cục ở đây mà. Ủi mày quá, suy tín nữa thì tôi bị mất đi một cục đấy. Suy tín nữa là không để ý này. Mày quá. Bốn cục rồi anh em ơi. Bốn cục là mình có thể làm được một dụng cụ trở thành Netherite rồi đấy. Ờ, được. Rồi, ngon quá, được được 5 cục luôn rồi. Xong anh còn không? Không còn anh em ạ. Tôi sẽ cho nổ đợt tiếp theo anh em ạ. Ồ, khá là nhanh thôi anh em chứ mà. Chưa mình dùng giường thì anh em còn nhớ không? Đó là khá là lâu. Ê, thì nếu mà các anh em nào mà xem mới lâu thì các anh em cũng sẽ biết là mình dùng giường khá là lâu. Nhưng mà mình dùng cái bom này là khá là nhanh. Tầng thứ 21, à tầng thứ 21 cũng được. Kệ, ê, dạ. Thế mình nhiều bom mà mình lo gì. Này, đấy. Đặt bom vào. Đấy, dài ra. Dài ra anh em ạ. Đấy, dần dần dài ra. Đấy. Cho hết cả 5 quả bom đi. À thôi thôi, cái này tôi cho đỡ phí. Rồi, cho nổ rồi anh em ơi. Đây, tôi đứng rồi, tôi cho anh em xem này. Úi dồi. Đấy, anh em thấy nó nổ liên hoàn chưa? Hơn cả giường đúng không? Ui, nó nổ tới bedrock luôn rồi anh em ạ. Có cục nào không? Có vẻ cái lần này xui xẻo anh em ạ. Có vẻ là lần này là không có cục nào rồi. Đúng không? Tôi không thấy cục nào rồi anh em ạ. À, không có rồi anh em ạ. Á. Úi dồi ôi. Cẩn thận nha các bạn, sợ quá. Vứt đá ra. Rồi. Bị lava chắn thế này thì nó cũng phiền nhỉ. Hơi phiền nha các bạn. Được rồi, tôi sẽ đảo hướng khác. Đấy, đảo cái hướng này đi. Mà tôi không, tôi quên mang sẻng rồi. Quên mang sẻng rồi. Đấy, ok các bạn. Tôi sẽ cứ đảo vậy thôi. Và tôi sẽ cố gắng để làm sao để mà tôi tìm được full Netherite các bạn. Tìm được full Netherite để cho cái bộ giáp của mình luôn đó. Hôm nay là chúng ta sẽ phải cố gắng để làm sao để mà có được một bộ giáp gọi là địa ngục của em nhá. Ờ. Rồi anh em ơi, tôi đã đào được khá là nhiều cát rồi đấy. Đây, cho anh em xem, đó, khá là nhiều. Anh em chắc cũng nhận ra tôi đào bằng phẳng cái ngọn núi luôn rồi đúng không? Đấy. Sau này là mình muốn xây cái gì là mình cũng có thêm chỗ để xây. Đây, đấy. Và tôi đã đào hõm cả cái ngọn núi vào rồi. Ok anh em ạ, tôi đoán là bằng cát là đủ đấy nhỉ.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên đường và kiếm thêm mảnh vỡ cổ đại các bạn. Cố gắng kiếm full luôn. Lần sau nữa phải đi. Đây, thế lúc nãy là tôi cũng đã nung mảnh vỡ cổ đại đây. Đấy, vụ Netherite ok các bạn. Sau khi mình có vụ là mình cần vàng. Ôi rồi, tôi không có vàng rồi. À may quá, có hạt vàng này hả? Có đủ bốn hạt rồi anh em ạ. Có đủ 4 cái phôi vàng rồi, ngon quá. Thì nó vậy là mình cũng làm được một phôi Netherite rồi. Được rồi, tốt quá, sướng quá hả? Đấy, mình có một phôi rồi, rồi mình sẽ qua cái chỗ, cái chỗ là hầm trú của dân. Đấy. Đấy, bởi vì là cái chỗ này là nó có cái bàn, nó gục cái Netherite này lại được với kiếm. Ơ vì sao mà tôi xây cái gì cái này? À đúng rồi, thì cái này là nãy là tôi xây cái đường hầm đây mà. Để phá cái đường hầm đi. Thấm nó vào, đây là. Đấy, nâng cấp trang bị này các bạn. Để tôi nâng cấp cho cây cung của tôi các bạn. Không đời các bạn. Để tôi nâng cho cái kiếm vậy. Úi dồi, cái này là kiếm, nó không còn gọi là kiếm phò đâu các bạn. Dù là tên thì vẫn gọi là tên như vậy, nhưng mà kiếm này không còn gọi là kiếm phò đâu. Thế nâng kiếm trước nhá. Chắc là nâng cho kiếm trước cái anh em ạ. Nhá. Nâng cho kiếm trước cho đẹp hơ. Rồi. Thích quá. Úi dồi ôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp một thanh kiếm phò mà nó đáng sợ như này anh em ạ hơ. Ok. Bây giờ tôi sẽ phải xuống và tôi craft TNT. Sau đó là tôi sẽ tiếp tục tôi đi tìm Netherite thôi anh em ạ. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Khi nào tìm thấy tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Chắc chắn là lần này chúng ta sẽ tìm được đủ hết thôi anh em ạ. Anh em yên tâm hả? Đâu rồi? Thuốc súng đây à? Ok anh em. Thì như anh em có thể thấy đây, đó là tôi đang đứng ở trên máy farm sắt của tôi đây. Anh em nghe tiếng con golem nó bị chết không hả? Đấy, cái này là máy farm golem đấy anh em. Đây thì tôi chỉ muốn cho anh em xem là cái máy farm sắt của tôi nó hoạt động mà tốt thế nào thôi. Đấy, anh em thấy một đống sắt chưa? Đấy, thì bây giờ là tôi sẽ mang cái đống sắt này để tôi đi đổi với dân làng em ạ. Bởi vì tôi có một quyển sách tôi muốn đổi. Ôi dồi ôi, có creeper rồi, ôi dồi, từ chạy. Đó là quyển sách gia tài 3 anh em ạ. Để tôi ép vào cái nỏ, à tôi ép vào cái cuốc của tôi, nhầm. À, để tôi đi đào vàng chứ, bởi vì tôi nhận ra là vàng cũng quan trọng anh em ạ. Đấy. Sau khi mà tôi đổi được ngọc xanh ở đây là tôi sẽ chạy qua cái làng ở bên cạnh cái làng của tôi để tôi đổi cái quyển gia tài. Đấy, sau đó là tôi sẽ xuống địa ngục của tôi đào. Ok các em ơi, thì tôi đã tới đây ngôi làng ấy ở đây. Đấy, chính là ngôi làng bên cạnh đây. Chào các anh có khỏe không? Chào các anh, chả có ai đón tiếp tôi các bạn ha. Đây, thì nếu mà anh em còn nhớ là trước là tôi có đánh dấu cái chỗ đấy bằng một cái ngọn nến đây. Đấy, một ngọn nến cực kỳ to. Đấy, và anh ở dưới này đây. Úi dồi ôi. Chào anh, úi dồi ôi. Anh lâu ngày dưới đấy, anh có nhiều ánh sáng không? Chắc là anh có thể ánh sáng mặt trời cho anh mừng rớt mắt anh em ạ. Rồi. Đấy, anh đem quyển sách rồi em thả anh nhá. Rồi, em cảm ơn anh nhá. Rồi, chào anh nhá, em đi về. Rồi, ok các bạn đi về thôi. Tôi nhốt anh ấy lại là để vì sự an toàn của anh ấy mà, thật. Để anh ra ngoài zombie skeleton nó giết đấy. Đấy, để anh ở đấy cho an toàn anh em ạ. Để tôi đốt sa mạc cái anh em ạ. Đấy, ngày mai là sa mạc sẽ cháy thành tro bụi luôn anh em ạ. Đấy, đốt sa mạc tí nhỉ. Ok các em, tôi về và tôi vào địa ngục và tôi đi đào tiếp anh em ạ. Khi nào tôi đào đủ Netherite tôi quay lại với anh em nhá. Ok các em. Ok các em ơi, tôi đã dùng hết tất cả số TNT của tôi rồi anh em ạ. Và hơi buồn một tí đó là chúng ta không đạt được đủ chỉ tiêu anh em ạ. Tôi chỉ tìm thêm được có 9 cục thôi. Có nghĩa là tôi còn thiếu 4 cục nữa thì chúng ta mới đạt được chỉ tiêu. Nhưng mà tôi nghĩ là hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Hôm nay tới đây thôi. Bởi vì là tôi làm cái video này cũng dài quá rồi. Bởi vì là từ nãy giờ tôi làm, tôi cắt cái lúc tôi đăng lên tôi cắt nhiều đoạn đấy, chứ mà cái lúc mà tôi làm là cũng lâu đấy. Từ nay tôi làm chắc cũng 3 tiếng rồi. Lâu quá rồi, mệt quá rồi anh em ạ. Đấy, thế thôi anh em ạ.
Khi nào mà chúng ta mà thật sự cần, chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Để tôi đào tí vàng rồi sau đó tôi về các bạn. À. Ồ, ngon quá. Nếu vậy thì chúng ta chỉ còn có một đồ. Một đồ là sẽ không được khảm khảm Netherite các bạn. Thì tôi nghĩ chắc là chúng ta sẽ dùng cái rìu nhỉ. Tôi nghĩ chắc là chúng ta nên chọn cái rìu. À, thôi chọn cái cuốc đi. Thì tôi thấy là cái cuốc nó cũng không cần lắm. Chứ còn cái rìu nó khỏe lắm anh em ạ. Mình có cái rìu rồi mình bổ nó khỏe lắm. Nên là mình cứ để cái rìu đi. Tôi sẽ cho cái rìu được lên giáp địa ngục. Được lên thành rìu địa ngục ha. Còn cuốc thì để nào đi. Đấy, ok, bây giờ tôi về rồi anh em ạ. Cái đường này tôi đi đâu ấy nhỉ? Đây này. Đây này. Đấy. Ok, anh em đợi tôi tí nhá. Khi nào tôi về tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Đấy. Chắc là cũng khá xa đấy. Rồi anh em ạ. Tôi sắp về rồi đây. Đấy. Tới cổng rồi. Ồ. À, về dọn tí đồ sau đó là tranh thủ nung cái mảnh vỡ cổ đại luôn anh em ạ. Đấy. Tôi sẽ có full bộ giáp rồi. Full bộ giáp địa ngục rồi. Thế quá ố. À đây rồi, em chào hai anh rồi. Thế mà tôi cứ tưởng là hai anh ấy biến mất đâu rồi hả? Tưởng là hai anh ấy đào tẩu rồi anh em ạ. Nào, nung thôi. Than đâu? Đây rồi. Mấy cục than đây rồi. À, tôi nung bằng cái lò luyện kim luôn cho nó khỏe anh em nhỉ. Đấy, mình có lò luyện kim mà. Rồi. Nhặt vào. Đấy, ok các bạn ạ, tôi dọn tí đồ. Rồi anh em ơi. Nó xong luôn rồi này, ngon quá. Đúng là cái lò luyện kim anh em ạ, khỏe ạ. Rồi, vàng đâu rồi, vàng thôi, vàng thôi. Đây rồi. Đấy, được rồi. Được hai cục anh em ạ. Đây, tôi vẫn còn mà, tôi vẫn còn cái vụ Netherite mà. Mày qua, mày qua. Ồ. Nó đủ luôn này anh em ạ. Thế này là mình có 5 cái luôn này. Ngon quá, được rồi. Rồi rồi rồi, tốt 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 tốt. Rồi, chúng ta sẽ làm vào cái bộ giáp của chúng ta anh em ạ. Ồ. Nào, mình đi qua làng mình làm anh em ạ. Từ từ đi ngủ đã. Chứ bây giờ mà lên rồi Creeper nổ cho cái nhỉ. Mình đang không mặc giáp rồi thì mình cứ chạy. Cứ chạy lông nhông ở ngoài Creeper nổ cho phát ha. Vui lắm đấy. Hỏng cả cái gua hát co 215 ngày sống, 215 ngày sinh tồn tôi đây ha. Đấy. Theo anh em có thể thấy là từ lúc mà tôi làm video là tôi đang ở ngày thứ 203. Tôi làm video một phát là qua tận 12 ngày luôn. Anh em thử chơi thử thì anh em mới biết là một ngày nó qua là cũng không có nhanh đâu nhá ha. 13 ngày luôn là cái video này tôi làm cũng dài đấy anh em ạ. Thế nhưng mà tôi cắt ngắn đi cho anh em xem đấy ha. Anh em xem vào đây thì đừng quên like và subscribe tôi nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn á. Ok anh em. Này. Đấy. Ủng Netherite anh em ạ. Ngon. Úi dồi ôi. Quá tốt. Đây là lần đầu tiên mà tôi có full một bộ giáp Netherite đấy anh em ạ. Tuyệt. Đấy. Che chắn tôi bằng mảnh vỡ. Sao mà tôi nghe thấy nó hơi đồng nát anh em ạ. Che chắn tôi bằng giáp địa ngục đi chẳng hạn. Che chắn bằng mảnh vỡ sao nghe thấy nó hơi đục nát anh em ạ. Rồi, úi dồi ôi. Đẹp không anh em? Úi dồi ôi. Xịn quá. Được đấy các bạn. Được. Được rồi, để tôi làm thêm cái rìu. Để tôi làm thêm cái rìu. Cái rìu hay cuốc nhỉ. Tôi thật là tôi thấy cuốc là tôi hay dùng hơn anh em ạ. Thôi cuốc đi. Cuốc đi, ô. Wow, nó có sửa luôn cho tôi này, ngon quá. Cuốc luôn. Ok anh em ạ, thì anh em đừng có lo lái cuốc của tôi sẽ bị hỏng. Bởi vì là tôi có máy farm mà. Tôi có máy farm skeleton mà. Và máy farm nhện mà. Đấy. Tôi sẽ cầm cái cuốc của tôi ra đấy để tôi sửa chữa anh em ạ. Ok anh em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em vì đã xem tận đây luôn. Ok anh em. Hẹn gặp lại anh em buổi sau nhá. Chào tạm biệt anh em.